Thưa quý vị và các bạn, đất đai là nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã khai thác hiệu quả nguồn quỹ đất, triển khai nhiều công trình dự án trọng điểm, từ đó góp phần thay đổi diện mạo địa phương theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại. Ghi nhận tại huyện Phú Bình. Xóm Mảng, xã Lương Phú, huyện Phú Bình có 13 hộ dân thuộc diện thu hồi đất giải phóng mặt bằng để xây dựng đường vành đai 5, trong đó có 12 hộ phải di chuyển chỗ ở. Với sự tuyên truyền vận động của cấp ủy chính quyền địa phương, đến nay 100% các hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ nhà, di chuyển tài sản đến nơi ở tạm để bàn giao đất thực hiện dự án. Huyện cũng đã chỉ đạo các ngành liên quan triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống ở nơi ở mới. Đường đã đi qua thì của nhà nước thì người dân là rất chi là đồng thuận, nhất trí hoàn toàn. Ủy ban nhân dân xã cùng với lại các ban ngành của xóm, phụ nữ, nông dân, để rồi thì đoàn thanh niên của xã nữa phối hợp là cùng về để giúp mấy hộ gia đình là di chuyển các cái đồ đạc ở trong gia đình đến nơi họ tạm trú. Đoàn thanh niên của xã phối hợp giúp là tháo dỡ những công trình để phải di rời đó. Nói chung là mỗi người đóng góp một chút để cho nó tuyến đường được thông thoáng. Là một trong những địa phương ở cực tăng trưởng phía Nam của tỉnh, trên cơ sở quy hoạch của tỉnh, huyện Phú Bình đã chủ động xây dựng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng huyện. Hiện nay, trên địa bàn huyện đang triển khai nhiều công trình dự án quan trọng có quy mô lớn, mang tính liên kết, kết nối vùng, gồm 8 cụm công nghiệp, trên 10 dự án khu dân cư, khu đô thị, 3 tuyến đường liên kết, kết nối vùng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, huyện đang chỉ đạo các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 3 khu đô thị, gồm số 2B, số 9 và số 12 của thị trấn Hương Sơn và thực hiện kiểm đếm giải phóng mặt bằng các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn xã Điểm Thụy, Kha Sơn, Xuân Phương, Tân Đức. Để thực hiện hiệu quả các dự án này, huyện đã tập trung tuyên truyền vận động, hỗ trợ người dân, từ đó tạo được sự đồng thuận để nhân dân bàn giao mặt bằng, thi công các dự án. Gia đình tôi là đang 4 thế hệ ở với nhau. Đấy, 4 thế hệ đều với nhau, 9 khẩu đang ở cái gia đình này. Thì đề nghị tức là cái quyền lợi của gia đình là tạo điều kiện hết mức. Đấy, cái gì mà quyền lợi được hưởng thì các anh cứ cho hết mức. Còn chúng tôi chỉ ủng hộ tức là với để cho đường càng nhanh càng tốt. Một trong những cách làm linh hoạt và kịp thời được huyện Phú Bình triển khai thời gian qua đó là cho phép người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các thửa đất xen kẹp phù hợp với quy hoạch để xây dựng nhà. Ngoài các giải pháp hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tìm nơi ở mới, đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư để bàn giao cho người dân, cũng được địa phương này triển khai hiệu quả thời gian qua. Chúng tôi cũng thường xuyên đi xuống địa phương trước khi triển khai tiến hành dự án, trao đổi với các đồng chí trong cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, phân rõ những hộ gia đình cá nhân mà liên quan đến cái dự án. Các đồng chí là đảng viên, các đồng chí cán bộ công chức, là tiền phong gương mẫu, các tổ chức chính trị xã hội, các hội viên, đoàn viên, hội viên làm nòng cốt để chúng tôi tiến hành triển khai các dự án. Sự quyết tâm và vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đồng thuận bàn giao mặt bằng thi công dự án, sự linh hoạt trong triển khai hỗ trợ nhân dân tái định cư ở nơi ở mới, những thủ tục hành chính được thực hiện nhanh gọn. Tất cả đã tạo nên sức mạnh tổng thể, góp phần để địa phương khơi thông nguồn lực đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển. Để phát huy những cái lợi thế về tiềm năng đất đai của huyện Phú Bình, thì huyện cũng đã chủ động thực hiện các cái nội dung liên quan công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo cái tiến độ của tỉnh đã xây dựng. Trong cái quá trình nhà đầu tư thực hiện các cái thủ tục pháp lý về dự án, thế rồi thực hiện các cái thủ tục về bồi thường giải phóng mặt bằng, thì huyện cũng có những cái cam kết với nhà đầu tư là sẽ thực hiện tốt nhất các cái nội dung liên quan thủ tục pháp lý và cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao đất cho nhà đầu tư. Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra mục tiêu xây dựng huyện Phú Bình cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025, trở thành thị xã trước năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, Phú Bình đang huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng thuận của người dân để khai thông nguồn lực đất đai, thực hiện các công trình, từ đó tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, mang đến diện mạo mới cho vùng đất này trong tương lai không xa.